Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay thì tôi đang ở gian hàng của trung tâm đồ gỗ Văn Sáu. Gian hàng có khá là nhiều các cái mẫu như là bàn thờ, đèn thờ, đôi hạc hay là những cái mẫu ngai thờ, rồi thì các cái đồ trang trí trên bàn thờ. Một số các cái sản phẩm ở đây thì được làm trên các cái chất liệu như là gỗ gụ, gỗ hương, gỗ mít và gỗ cẩm vàng. Anh em có thể nhìn thấy ở đây. Đối với trung tâm đồ gỗ Văn Sáu thì đây là một cái không gian trang trí gọi là tương đối nhỏ thôi. Còn cái không gian trang trí lớn thì ở bên đối diện. Ở đây thì một số các cái án gian, bàn thờ như quý vị nhìn thấy ở đây. Từ những cái bàn thờ nhỏ như là 1m27 về cái chiều dài, chiều sâu thì 61, chiều cao là 1m27 hoặc là 1m17, rồi thì 1m07. Những cái sản phẩm ở đây thì trung tâm đồ gỗ Văn Sáu là trực tiếp có xưởng sản xuất, cho nên là quý vị yên tâm khi mà quý vị đặt theo yêu cầu, theo mẫu mã, theo kích thước thì quý vị cứ liên hệ đến trung tâm đồ gỗ Văn Sáu. Chúng tôi là nhà sản xuất cho nên là đã được rất là nhiều khách hàng đến đặt trực tiếp rồi bao nhiêu năm nay. Thì quý vị yên tâm về cái vấn đề về mẫu mã, vấn đề về kích thước. Hay nữa là về cái vấn đề về gỗ lạt thì trung tâm đồ gỗ Văn Sáu luôn có những cái dòng gỗ cao cấp về đồ thờ. Đó chính là gỗ mít. Gỗ mít là một trong những cái dòng gỗ mà đã được rất là nhiều người ưa chuộng. Bởi vì gỗ mít nó khá là nhẹ, màu nó lại vàng như quý vị nhìn thấy ở trên màn hình. Đối với trung tâm đồ gỗ Văn Sáu thì làm những cái mẫu bàn thờ thì quý vị cũng có thể thấy được rằng là từ chân 8, chân 10, chân 12, chân 14, chân 16. Đấy, rất là nhiều. Kích thước thì đủ loại luôn. Ở bên dưới này thì cân sập. Đây là cái sập thờ. Quý vị nhìn thấy là chạm khắc rất là tinh xảo luôn. Đường nét chạm khắc này quý vị nhìn thì biết. Chạm khắc rất là nét luôn. Đấy. Và đặc biệt nữa là cái khâu hoàn thiện cũng rất là mỹ mãn. Quý vị nhìn thấy này. Rất là đẹp luôn. Nhìn rất là bắt mắt. Về cái mẫu sập thờ thì trung tâm đồ gỗ Văn Sáu có những cái mẫu chân 16, chân 18, chân 20. Rất là nhiều. Đấy. Được làm trên chất liệu bằng gỗ mít, gỗ gụ, gỗ hương. Rồi thì những cái mẫu đèn thờ, những mẫu đèn thờ này là những mẫu đèn thờ đẹp nhất rồi. Nó có một loại là sơn son, một loại là sơn trần. Đấy. Loại sơn son thì nhìn nó cũng bắt mắt đúng không ạ? Đấy. Anh em nhìn thấy thì biết đúng không? Thế nên là trung tâm đồ gỗ Văn Sáu còn có những cái bình hoa sen để trên bàn thờ. Đấy. Những bình hoa sen để trên bàn thờ thì nó cũng khá là đẹp. Trên bàn thờ thì người ta hay trang trí những cái bình hoa sen. Anh em nào mà chưa có bình hoa sen thì lên trang trí cho mình một đôi hoa sen. Đấy. Để trang trí trên bàn thờ. Rất là đẹp và phong thủy. Và cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị ở đây thì mong muốn là quý vị nào mà có cái nhu cầu muốn đặt bàn thờ để vào nhà mới hay là đặt bàn thờ để thay những bàn thờ cũ thì quý vị có thể liên hệ đến trung tâm đồ gỗ Văn Sáu. Quý vị chỉ cần alo thôi là chúng tôi đã nhận được cái alo của quý vị và đặt theo cái kích thước mà quý vị yêu cầu, thỏa thuận trong cái Zalo hay là thỏa thuận trong cái cuộc điện thoại là ok. Bởi vì hiện tại thì chúng tôi cũng đã vận chuyển trong nước tất cả những cái những cái mẫu bàn thờ to nhỏ thì chúng tôi đã vận chuyển trong nước rồi. Thế cho nên là quý vị yên tâm, từ tất cả các tỉnh gần tỉnh xa chúng tôi đều vận chuyển cho quý vị và các bạn. Thế cho nên là quý vị và các bạn yên tâm.
Và một lần nữa thì chúng tôi luôn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những cái video mà tôi chia sẻ. Đây là một cái giá trị thực mà quý vị yên tâm, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị và các bạn.